Ở các phân khúc giá hiện nay trên thị trường điện thoại chính hãng, chúng ta có khá nhiều lựa chọn. Một là các bạn có thể chọn mua những sản phẩm mới ra mắt, hoặc hai là chọn một sản phẩm đã ra mắt được một thời gian và hiện tại đã giảm giá cực sốc. Ở tầm giá từ 3 đến 4 triệu hiện nay, đây là phân khúc có sự cạnh tranh khốc liệt nhất giữa một rừng smartphone. Một sản phẩm mình muốn tư vấn cho các bạn ngày hôm nay mà bản thân mình đánh giá nó hội tụ được đầy đủ các yếu tố mà người dùng cần, như là hỗ trợ 2 SIM, bảo hành chính hãng, một cấu hình cao, pin trâu và đặc biệt là giá rẻ. Chiếc smartphone mình muốn nhắc tới đó chính là Philips i908 với giá chỉ còn 3.290.000. Chiếc máy này ra mắt đã được 1 năm. Ở thời điểm đó thì bộ đôi i908 và 928 chính là hai smartphone cao cấp nhất của Philips, có mức giá lên tới gần 8 triệu. Đây là phân khúc cận cao cấp và sau 1 năm, giá của nó đã giảm tới hơn một nửa, chỉ còn khoảng tầm 3 triệu đồng. Với mức giá này thì i908 trở thành một sản phẩm đáng mua nhất, bởi xét về cấu hình, sự trải nghiệm thì nó gần như hơn hẳn những đối thủ cạnh tranh. Điểm lại quên một chút của sản phẩm này, nó sở hữu màn hình 5 inch Full HD, con chip MediaTek 8 nhân 1.7GB, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Viên pin 3000 mAh và có hai camera với độ phân giải là 13 megapixel và 5 megapixel. Với cấu hình này thì chúng ta có thể tham khảo thêm một vài sản phẩm khác ở cùng tầm giá để thấy rõ sự khác biệt của Philips i908. Những sản phẩm có thể kể đến như là Lenovo S60, Oppo Neo 5 hay Asus Zenfone 2. Từ bảng so sánh này thì các bạn có thể thấy tương quan về mức giá và cấu hình của những sản phẩm chính hãng từ 3 đến 4 triệu. Tầm giá này thì người dùng hoàn toàn có thể sở hữu được một smartphone có RAM 2GB như là Lenovo S60 và Zenfone 2. Nhưng con chip của chúng thì lại không thể so sánh được với Philips i908. Con chip này thì ăn đứt hẳn với con chip Intel 2 nhân trên Zenfone 2 và Qualcomm S410 4 nhân trên S60. Về hiệu năng, xử lý đa nhiệm, chơi game 3D hay là điểm AnTuTu benchmark thì i908 đều vượt trội. Ngoài ra, màn hình với độ phân giải Full HD cũng là điểm duy nhất chỉ Philips i908 có trong tầm giá này. Hay là dung lượng pin 3000 mAh vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Những yếu tố này thì khiến Philips i908 trở thành một thiết bị đáng mua nhất ở tầm giá từ 3 đến 4 triệu. Và tiếp theo, hãy cùng mình điểm lại những yếu tố nổi bật nhất của sản phẩm này. Đầu tiên, đó chính là màn hình hiển thị. Là một sản phẩm hiếm hoi ở tầm giá 3 triệu, được trang bị màn hình với độ phân giải Full HD, khiến cho Philips i908 trở thành thiết bị có màn hình với độ sắc nét và chi tiết nhất tầm giá này. Máy có kích thước màn hình là 5 inch, mật độ điểm ảnh đạt 441 ppi. Thường thì những sản phẩm tầm giá 3 triệu chỉ được trang bị màn hình HD và rất hiếm có sản phẩm nào đạt độ phân giải cao như thế này. Kết hợp với màn hình IPS cho góc nhìn rộng, độ sáng tốt và đặc biệt là màu sắc trung thực thì việc xem phim hay chơi game trên i908 khá tuyệt vời. Bên cạnh đó thì điểm ấn tượng tiếp theo của sản phẩm này đó chính là phần cứng. Với một cấu hình khủng, chúng ta sẽ có RAM 2GB và con chip MediaTek 6592 8 x 1.7 GHz. Đây là con chip cho tốc độ khá ấn tượng, hiệu năng của nó thì có thể sánh ngang với con chip S800 của Qualcomm. Kết hợp với một giao diện Android gần như là không có quá nhiều thay đổi so với Android gốc, nên Philips i908 luôn hoạt động ổn định và mượt mà nhất. Những game 3D nặng hay là chạy nhiều ứng dụng cùng lúc thì đều không thể làm khó sản phẩm này. Cấu hình này của i908 thì có thể sánh ngang với những sản phẩm chính hãng có mức giá từ 5 đến 6 triệu trên thị trường. Và cuối cùng, điểm ấn tượng nhất trên Philips i908 đó chính là nó sở hữu viên pin lên tới 3000 mAh. Và điểm đặc biệt ở đây là nó còn được sử dụng công nghệ Silium độc quyền của Philips, tức là sẽ cho tuổi thọ pin bền hơn, sử dụng dài lâu, chống chai pin và quan trọng là an toàn chống cháy nổ. Về thời lượng sử dụng qua những trải nghiệm thực tế thì Philips i908 có thể đọc báo lướt web liên tục trong vòng 4 giờ 21 phút, xem video trực tuyến trong vòng 6 giờ 31 phút và chơi game 3D liên tục trong vòng 3 giờ 25 phút. Đây là những con số ấn tượng mà không phải sản phẩm nào ở mức giá 3 triệu cũng làm được. Thường thì chúng chỉ được trang bị những viên pin với dung lượng là 2500 mAh trở xuống. Với Philips i908 thì người dùng hoàn toàn có thể sử dụng tới 2000 cái cần sạc. Như vậy có thể thấy thì với việc giảm giá cực sốc sau 1 năm ra mắt, giảm tới hơn một nửa, từ phân khúc giá tầm trung gần 8 triệu, giờ đây giá của i908 chỉ còn 3.290.000, thì đây chính là một thiết bị nổi bật nhất trong phân khúc giá tầm 3 triệu. Nó có những điểm vượt trội so với các đối thủ, có thể kể đến như là pin trâu, màn hình đẹp, sắc nét hay cấu hình khủng với chip 8 nhân RAM 2GB. Hiện khi mua những sản phẩm Philips i908 tại Diệm Thông Minh, các bạn còn được tặng thêm một SIM 3G tốc độ cao để vào mạng. Hy vọng đây sẽ là lựa chọn tốt cho các bạn trong dịp mua sắm cuối năm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.